Rồi, ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhận bài tiếp ha. Quê rồi. Ok, thôi mình thua các bạn. Ok, mình mới chỉnh lại bộ bài xíu ha. Chơi bộ phong mãi cũng chán, rồi bây giờ mình chỉnh lại xíu. Bên bộ cây ba thì không có nhiều bài để lựa đâu. Thật ra mình chỉ lấy mấy lá mạnh nhất là chơi thôi. Rồi, chưa gì anh cây ba anh lại chơi cái này nữa rồi. Con này từ xài sao. Con này nó kéo bài là hơi bị kinh đấy. Rồi cho em mượn lá bài này tí nha ông anh. Hiểu rồi. Rồi giờ mình không có lá nào để phá được cái lá này hết. Giờ mấy lá này lá quý không à, để cho con này nó kéo uổng lắm. Ây da. Rồi mỗi lượt bị kéo 700. Cái này thì không sao. Rồi con này úp xuống để mình lấy bài thôi. Ráng kéo bài của cây ba vậy. Rồi tất nhiên rồi. Rồi nó nhẹ mà ông anh. Nó dỡ được cái lá này lên rồi thật sự rất khó để phá. Mình chưa có lá phá 7. Bạn nào nói là mình có lá phá 7 thì cái đuôi cái đó là bên bản của Joy nha. Chứ bên bản của cây ba Yugi là mình chưa có lá phá 7. Có những con nó mở khóa ở bản này mà bản kia nó chưa có mở khóa nha các bạn. Thành ra là đôi lúc là chúng ta vẫn phải đánh để lấy lại á. Rồi ok. I end my turn. Úp con này xuống giật bài của cây ba chơi. Rồi cho em xin 500 máu nha. Not bad. Rồi tất nhiên là với anh thì chả đáng là gì rồi. Nó 700. Cũng đau đấy. Rồi bắn đi ông anh. What? Cho em xin 5 lá nha. Oh yeah. À, rồi úp lá này xuống vậy. À, còn bài không thì úp xuống thôi. Úp xuống. À rồi ok, lấy lại một lá bài phép. Bây giờ có xài được đâu. Rồi lấy đi ông anh. Nó có xài được nữa đâu. Mình đi chấp nhận thí một lá thôi. Nhưng mà phải để nó mất nhiều vô một chút. 700 nha ông anh. Rồi xong. 5 lá đi luôn. Trời, toàn lá xịn không. I end my turn. Rồi ok, chấp nhận gọi một con cá ra nữa nào. Bắn. Rồi nó rút một lá bài xịn ra là mình cũng mệt đấy. Rồi, ok, chấp nhận quăng lá này ra luôn. Biết là nó sẽ bị nó vô hiệu hóa đó nhưng mà chịu. No. Vậy đi, chứ tại cái con kia nếu mình có hai con nhân sơn nó sẽ tự động nó ô tô nó ra luôn các bạn ơi, thành ra là mình phải né. Không cho nó ra cái con summon của nó. Hiện tại nó cũng như mình là không có xài phép được. Ồ, con này mình hơi không... Bây giờ không dùng hắc ma kiếm được các bạn. Tại vì bà
700. À, nó chưa rút được con kia ra. Rồi, ok. Nó đang vô hiệu hóa cái lá dược bài của mình đấy. Đợi lấy con summon, nhưng phải lấy con này, lộn. Ấn mạnh, ấn nhanh tay quá. Tay nhanh hơn não rồi, lỗ thiệt. Rồi, lấy con này ra dùng thử. Rồi, thử coi có chuyện xảy ra. Có bạn nói với mình rồi, giờ mình thử coi nó làm sao. Rồi, kiểu này là anh trai ba cầm bài là hơi bị mệt đấy. Kiểu này là nó mau hết bài lắm á. Con này là nó chơi theo cái chiến thuật là rút bài đối phương cho lẹ đó. Tại vì nó cầm nhiều quá mà nó không bỏ xuống được thì nó phải bỏ bớt ra đây. Coi như là mình giết bài nó luôn. This card, I will eradicate you into oblivion. I offer my monster as a tribute. Rồi ok, không sao cả. Đường nào nó chả dùng lá đó. Rồi nó bỏ được con này ra là mình mừng rồi. Bây giờ sao xài được đây, đang dướng nữa. Ủa, phải để thế thủ thôi. Chưa dùng lá này được. Phải ráng thủ các bạn. 700. Nó đang ráng nó giữ lá bài này. Phát ra con khác thôi, cái đó là dễ. Lần này mình kéo bài của K3 là hơi bị nhiều, 17 lá luôn à. Như đây giờ không có xài được, thành ra giờ phải úp xuống. Nãy mà gọi được con Summer School ra thì hay rồi. Tại nãy bấm nhầm. Cái bà nó phải để dành phần tư rồi. À rồi ok, cho nó lấy luôn. Rồi ok. Rồi khỏi cần. Cái bà còn mấy lá đâu. Gì đây? À, 1000 điểm rồi ok. Rồi không sao cả. Flip summon. Con này dọa được ai? Rồi hôm sau chấp nhận luôn. Giật bài K3 là hơi bị sướng. Ồ, tất nhiên là phải gọi một con nữa ra rồi. Cho nó bắn một phát đó. Để nó cứu con này các bạn thấy không? Nó giật cặp bài, cảm giác giật được bài K3 phê dễ sợ luôn các bạn. Rồi ok. Úp cái lá này xuống. Quăng cái lá này ra. Rồi xử nó. Không biết không cần đâu nhưng mà thích làm cho nó vui á mà các bạn. Rồi úp lá này xuống. Dỡ lá này lên. Chơi cho vui thôi các bạn. Mấy khi được cái lúc mà vui vẻ giống vậy đâu. Lấy con này ra lại cho vui. Con này nó kéo bài đó phương là nhanh cấp kỳ luôn á, chứ không đùa đâu. Rồi hắc ma kiếm. Hắc ma kiếm lại lên. Chém. Bài màu nghe không anh? Rồi có gì đâu mà la lối ôm sòm vậy ông anh. Thắng thua là chuyện thường tình mà. Rồi, ok, mình cầm có 46 lá trong tay thôi, cũng không nhiều lắm. Sao chưa vô ra được mấy lá này thì xịn thế. I summon my faithful servant, La Jin, the mystical genie of the lamp. Rồi, ok. I set this card face down. Rồi, face down, tùy anh ơi. I end my turn. Oh. Úp con này xuống trước là tính. Úp con này xuống luôn đi. I
activate my spell card. Hả? Change of heart. Rồi không sao. Flip summon. À. Nó phản đam cú này hơi bị đau đấy. Your luck's come to an end. I offer two of my monsters on the field as a tribute. Oh. Uh-oh. What? Không có dáng này hy vọng phản đam được nè. Rồi, chơi nó. Quăng lá bài ra. So, you're activating a spell card. Được hai cái bình cùng lúc luôn, quá là đã. Rồi em mượn bài tí nha ông anh. Rồi ok, để coi ông anh về đấu với em kiểu gì. Mượn ông thật đèn xíu luôn nha. Rồi anh em, bắn. Bắn. Cái dáng này chơi hơi bị lẹ. Trừ khi cây bà nó phá được cái lá này của mình. Một phát là đi gần hết máu luôn. Còn có 1.800 rồi các bạn. Rồi cộng lại cho anh ấy 1.000. 1.000 này chả đáng các bạn. Rồi úp xuống. Lượt sau cho con này tung xu chơi. Rồi úp mấy chiến bài xuống cho vui. Úp cái quỷ hòa bình này xuống cho vui. Rồi chơi luôn, khỏi cần tung xúc sắc gì hết trơn, chơi luôn. Tung xúc sắc chi cho nó mệt, bắn luôn cho rồi. Đau lắm phải không anh? Rồi thôi, kết thúc mở đau cho ông anh nè. Bài màu nha anh, rồi cho em xin một lá bài mới, thôi em chả cần gì nhiều đâu. Cảm ơn. No, cho em xin một lá thôi, em năn nỉ đó, cho em một lá mới thôi. Là con đi bò à? Oh, cái lá này bạn nào biết xài chỉ mình nhá, nhìn dễ thương quá. Cái lá này giống như là cái lá làm mình nhớ tới copycat á, nhưng mà hình như không phải chức năng con này, là cái này là lá trap. Bạn nào biết xài chỉ giùm mình. Còn con này thì hệ quang, nó tới 7 sao lận hơn, với con này 6 sao ngon. À rồng này rồng thủ các bạn ơi, nó thủ hàng 8 nè. Công hàng 1, công thì cũng thường, nó này là rồng ánh sáng. Thu phục rồi. Rồi ok. À, nói chung là cũng ngon. Rồi ok, mấy lá bài này có lẽ sẽ rất là thực dụng trong tương lai, nhưng mà tạm thời sẽ chưa dùng tới, tại bộ quan bên này mình cũng chưa có nhiều lá lắm. Rồi đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Mình là Lá Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.